Rồi xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 7, em lại tiếp tục lên cho mình cái lô máy cắt cỏ nha. À, thì hôm nay có cho anh em là tổng cộng là 12 cây máy ha và một cái đầu máy tum gời. Hôm nay thì có cho anh em hàng dưới như là Mitsubishi M33 anh em gốc hệ luôn. Rồi Maru 26 ba lô, Echo Quick 26 ba lô và một con tên là 33 ba lô ha. Hôm nay có 3 con ba lô nha, còn lại là máy cần. Thì hiện tại cháu em đang live cũng có mưa đó anh em, cho nên là nhiều khi cái tiếng nó có hơi ồn, anh em cũng thông cảm giùm em ha. Rồi chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này bên em có dùng Zalo ha, anh em gọi trực tiếp hoặc gọi Zalo nha. Thì hình thức mua bán thì bên em sẽ là bao ship cho anh em tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Là hàng tới nơi là mình có quyền được kiểm tra máy, có quyền được thử máy luôn. Thì 12 con máy này với cái đầu máy tum gời này á đều là hai thì, cho nên là khi mà anh em chuẩn bị, anh em mà thử hàng thì anh em chuẩn bị xăng pha nhớt giùm em để mình thử hàng ha. Rồi khi mình chốt hàng thì sẽ được tặng 6 món phụ tùng nha. Đó, thứ nhất là cái ổ cước nè, hay gọi là cái ổ cắt và dây găng đó. Rồi thứ hai là cọng dây đeo nè. Thứ ba là cái tiếp mở boogie ha. Thứ tư là cái lục giác 4. Thứ năm là cái chắn cỏ hay gọi là cản cỏ nè. Và cái món thứ sáu là cái lưỡi dao hai cạnh nha anh em. Cái đổi này, cái lưỡi này nếu mà anh em không thích hai cạnh thì có thể đổi qua lưỡi tròn nha. Đổi qua thì cứ đổi qua miễn phí, không có tốn tiền gì thêm chứ nha. Không lấy cái này thì đổi qua cái lưỡi tròn. Còn hai cái món này là hai cái món em bán kèm theo. Cái này là cái bơm nước hay gọi bơm đuôi nha anh em, 150 ngàn một cái. Cái này thì mình gắp trực tiếp vô cái đầu bò mình xài luôn. Còn cái món thứ hai là cái bình nhớt nè. Đó thì như đầu liếc em nói là máy hai thì, thì cái này là để mình pha với xăng. Một bình này là 1 lít ha, mình pha được tối đa là 25 lít xăng. Với cái tỷ lệ pha là 1 lít xăng 40cc nhớt. Ở đây nó có mức canh cho mình nè. Đó thì nó khá là tiện cho mình luôn. Một bình thì 100 ngàn nha. Rồi địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Ở gần gốc cầu Cái He nha anh em. Anh em có xem clip thì nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô cái đầu máy cho mình trước luôn. Cái này là của thằng Kawasaki TG24 nha anh em. Cái này phải nói là hư dữ luôn rồi đó. Máy thì bên em đã làm nổ ok hết trơn rồi nha. Anh em có thể thấy là nãy giật mà nó lơ quơ là gọi là cắm đầu luôn nha anh em. Hơi còn rất là căng luôn ha. Thì khi mà anh em chốt cái đầu máy này, bên em sẽ tặng cho mình là cái bộ bố nè. Bộ bố và bố ốc tôm. Đó, bố ốc tôm ha. Về anh em có cái cặn 260 đó thì anh em lắp vô nó cắt cỏ. Còn không thì anh em lắp vô anh em xịt thuốc. Cái dòng này mà xịt thuốc là phải nói là cực kỳ khỏe luôn nha anh em. Rất là khỏe, cắt cỏ cũng rất là mạnh luôn ha. Nổ ok hết trơn rồi, ngon lành trình đào luôn. Đó, rất là nhẹ nha. Rồi cái đầu máy này em bán cho anh em là 750 ngàn bao ship luôn nha anh em. 750 ngàn bao ship tặng bộ bố với bộ ốc tôm. Rồi khi mà anh em chốt máy là từ con Y1 cho tới con Y12 á, thì anh em sẽ được tặng 6 món phụ tùng như cái đầu like em có nói ha. Rồi em vô cái đầu tiên con Y1. Anh em chốt mã anh em nhớ giùm em nha. Mã hôm nay là chữ Y nha anh em. Đó, cái này tí nữa em sẽ quay gần lên cho anh em dễ xem ha, tại vì nó hơi tối. Con này thì gọi là dòng cốc nha anh em. Cốc là tại vì nó nhỏ và nó gọn, xăng nhớt luôn là 4 kg. Để em quay cái đúng kích thước cho anh em xem trước nha. Đó, đúng kích thước của nó thì nó rất là gọn nha anh em, so với mấy cái máy kia kìa anh em nhìn thấy không. Nó sẽ có cái khoảng chênh lệch về kích thước và trọng lượng nó cũng sẽ nhẹ hơn. Còn cái này em sẽ quay gần cận cảnh cho anh em xem máy nha. Con này là nòng 30 ly 20cc. Về cái tính năng thì nó là phù hợp cho anh em dùng gia đình. Đó, anh em cắt cỏ vườn, cỏ nhà, cỏ nhỏ này kia là ok. Ở đây thì bên em đã lên cho mình là bình xăng con hai kim mới nha, hai kim quanh gồ nha anh em. Đây hai kim quanh gồ cho mình luôn. Đó
Còn bình xăng lớn này nè là bình zin theo máy cho mình luôn nè ha. Rồi áo thì liền lạc không bể vỡ nha, nhỏ gọn, áo còn rất là đẹp luôn ha, không có bị nám cho nghe anh em. Này vỏ nồng, anh em nhìn vỏ nồng nè, còn rất là mới, rất là sáng nha. Rồi tôm liền, tôm nhựa ha, con này thì nó dùng cho mình là cái công tắc ấn nè, công tắc zin theo máy luôn. Tay lái là tay lái đôi nha, gây dữ ha. Láp nè, trên láp còn tem luôn nha anh em, Makita nè, made in Japan luôn đó, tem mát trên láp là còn đủ hết luôn ha, đầu bò đầy đủ luôn nè. Về thì việc là anh em đưa xăng khoai nhớ chỉ là xài thôi, nhỏ gọn nhẹ đó, dùng gia đình thì cực kỳ ok, cực kỳ hợp lý, cực kỳ tiết kiệm xăng và cực kỳ rẻ luôn. Rồi Y1 giá 1,1 triệu nha anh em, bao ship phụ tùng 6 món luôn ha. Rồi tiếp theo là con Y2. Cái tiếng mưa hơi lớn khi cũng hơi ồn, có gì anh em thông cảm giùm em hôm ngày hôm nay nha. Y2 là con Tanaka giật sau, có nhiều anh em còn gọi là Tanaka giật trước ha, hoặc là mình gọi là Tanaka mặt phẳng cũng được. Nó do cái mặt trước nó nè, phẳng con này rất là đẹp nha anh em, coi là mới ken luôn á. Anh em nhìn mặt trước nè, đen thui lùi luôn, phía cha sau nó còn nguyên nước sơn cam luôn nè. Áo jean mà rất là mới anh em, thêm một cái đó là tum gời tum nhôm luôn ha, nước sơn còn nó là còn rất là bóng luôn nha. Con này phải nói là còn cực kỳ mới luôn. Đặc biệt cái là bình xăng con Wango E tay đỏ tự động luôn. Nè, chữ Wango nè, tay đỏ, đẩy lên là đóng E ha. Lên ra là tự động nó nhảy về nó mở luôn. Thì cái E tự động này cái lợi thế là khi mà anh em đóng E mình lỡ có quên mở đó, thì mình chỉ cần lên ra thôi là cái E tự động nó nhảy nó mở luôn, không sợ bị ngập xăng, là cái lợi thế rất là lớn luôn nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn ha. Tem mát trên chụp giật còn đầy đủ nè. Made in Japan, tem zin luôn nha anh em, mà nó còn mới ken luôn ha. Rồi, tum gời, tum nhôm, công tắc ấn nè. Tay lái thì nó là tay lái đôi anh em, con này là tay lớn luôn rồi nha. Đó, tay lớn mà tay bự tay to đó. Rồi, ghê dữ. Láp trắng cỏ đầu bò zin, láp trên tem mát trên láp còn đủ nè. Trắng cỏ zin cho mình là không bị mẻ, không có bị nứt luôn nha. Đó, con này nó còn rất là ken nha anh em. Mưa em nói chậm, em quay chậm ha, cho nên là anh em cố gắng xem kỹ giùm em nha. Tại trời mưa hôm nay nó hơi lớn. Rồi Y2 giá 1,1 triệu luôn nha anh em, còn rất là mới nha. Tiếp theo là con Y3. Mưa nó lắng ngắt tiếng găng ti đó, cho nên em để sát vô cho anh em nghe được cái tiếng máy tiếng găng ti ha. Y3 là con Robin, con này là máy Robin bu ghi đứng nha anh em nhìn cái vỏ đồng nè, rất là đẹp cho anh em, rất là sáng luôn ha. Nồng 32 ly, con này 22 cc, mã của nó là BG22 ha. Bình xăng con của nó là bình xăng con 2 kim mới quanh gồ luôn nha anh em, đây đó, chữ quanh gồ dập nổi luôn ha. Bô nè còn trắng nha anh em, bô còn trắng sáng luôn. Tôm liền, tôm nhựa ha. Con này được cái là cái dàn áo còn rất là đẹp nha anh em, dàn áo còn rất là bóng luôn á, như mới luôn nha. Đây, dàn áo cực kỳ đẹp luôn. Rồi, công tắc ấn nè, anh em ấn nhẹ cái tắc rồi nha, công tắc này nó rất là nhạy luôn ha. Tay lái đôi, gai dữ nha. Láp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn, láp zin nha anh em, còn tem mát trên láp luôn nè. Đó, BG22DX ha, đầu bò và đầu bò zin luôn. Rồi Y3 giá 1,2 triệu nha anh em. Y4 Y4 là con Hitachi nha anh em. Con này nó khác hơn một bữa là cái chỗ cái công suất ha. Con này nè nồng nó 35 ly. Đây, công suất của nó là 27 cc. FCG 27. Đó, con này chụp giật lực luôn nha anh em. Với lại cái dòng này thì nó về cái phần áo thằng bên ngoài nó thiết kế rất là đẹp. Anh em nhìn cái phần áo bô nè, nó làm nhắn nhá đồ ha, rất là cầu kỳ luôn nha anh em, rất là đẹp luôn. Và kèm theo đó là những cái lỗ thông hơi cực kỳ nhiều, giúp cho máy của mình khi sử dụng nó có nóng á thì nó cũng sẽ có những cái lỗ để tản nhiệt bớt cho mình nè. Những cái lỗ là những cái lỗ thông gió anh em, cho tản nhiệt bớt ha.
bô rất là sáng nè, nhìn cái phần bô nè cực kỳ trắng, cực kỳ mới luôn nha. Bình xăng con là bình xăng con zin theo máy nè, bình xăng lớn này cũng bình zin luôn nha, bình xăng lớn thì còn trắng tinh luôn. Em nhìn phản lớn nè, lóc luôn nè, mới ken luôn nha anh em. Chân chống bình xăng còn đầy đủ nè ha. Rồi túm liền, túm nhựa nha. Một cái dòng này nó đặc biệt ở chỗ anh em cũng hay thích ở chỗ một cái, ngoài về máy móc thì nó có thêm cho mình là cái bộ tay ga hai chế độ. Nó thường cái bộ ga này hay đi chung với thằng Tanaka Hitachi rồi nè ha. Ga hai chế độ này như ga bóp nè. Đó, anh em kéo tới kéo thì buông rộng nó chảy vậy chứ cũ. Còn mà mình muốn kéo tới đâu nằm tới đó thì mình giữ cái này vô. Đó, ga này thì mình gọi là ga hai chế độ ha. Công tắc thì trên tay, Y là mở, O là tắt nha anh em. Rất là dễ sử dụng, rất là nhẹ nhàng cho mình luôn. Láp trắng cỏ đầu bò zin, láp zin không chảy xước nè, trắng cỏ không bị mẻ nè. Và cái đầu bò nó có thêm cho mình là một cái chén chống ốc mài mòn luôn. Rất là xịn sò luôn nha anh em. 35 ly 27 cc ha. Rồi, Y4 giá 1 triệu 500 ngàn. Y5. Y5 là con Estin, con này là FS 2004 nha anh em. Cái con này đặc biệt cái là chỗ chụp giật nè, chụp giật con này là chụp giật trợ lực ống ha, nó có cái phần lò xo trong đây nè. Anh em thấy giật lên nó rất là nhẹ nhàng luôn nha, và máy thì phải nói là rất là nhạy nổ luôn ha anh em. Thì cái dòng Estin này ngoài cắt cỏ ra thì anh em cũng biết tới cái dòng máy cưa á. Đó, cái dòng máy cưa Estin phải là thương hiệu rất là lớn của Hoàng Đức luôn nha anh em. Ha, cực kỳ lớn luôn. Cắt cỏ cũng là máy móc cũng là của hãng Estin, chạy rất là bền nha anh em. Về chất lượng máy là vừa bền mà nó lại vừa khỏe luôn. Đó, phải nói là một mà cái đó là trong một bộ máy mà nó có tới hai cái mà anh em rất là quý, khỏe và bền, dòng Estin không. Đây là của Đức xuất Nhật nha nè. Đây bô nè, trắng sáng luôn ha. Bình xăng con thì bên em đã lên cho mình là bình xăng con hai kim mới quanh gồ, chữ quanh gồ dập nổi nha anh em. Cái nào em cũng quay em cũng có nói cho anh em hết đó, để mình khỏi bị lấn cắn cái chỗ này ha. Bình xăng lớn thì là bình zin, số seri máy là 60032588. Số series máy anh em có thể chụp màn hình số series lại để mình kiểm tra hàng nha. Thêm một cái hay là con này tum liền mà nó là tum nhôm nha. Đó, tum liền tum nhôm mà nước sơn tum là còn trắng tươi luôn. Bách ga công tắc trên láp nè, và tay lái là tay lái đơn. Anh em nào không xài không có quen thì mình có thể đổi qua tay đôi ha. Đổi thì bên em sẽ đổi miễn phí cho anh em là không có tính tiền nha. Khi mà anh em chốt cứ báo bên em sẽ đổi cho mình. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ nè, láp thì tem mát cũng còn luôn nha anh em. Estin FS 2004 ha. Rồi, Y5 giá 1 triệu 350 ngàn nha. Y6. Y6 là con Echo trắng nha anh em. Con này là Echo 2004 nè, nòng 33 ly 24cc. Thêm một cái dạng áo của thằng Echo phải nó rất là đẹp luôn nha anh em. Làm nhắn nhá anh em nhìn nè. Ở nọ mà cái bề ngoài thôi là anh em thấy nó bắt mắt liền thấy không. Cái gì cái khi mà mua một cái thứ gì đó mà lần đầu tiên mình nhìn là thấy là đẹp là mình mới để ý tới mấy câu chức năng của nó nè. Đó, con này là nhìn thấy là phái liền thấy không. Cực kỳ đẹp luôn nha. Thêm một cái là nó làm cái dạng áo là làm dạng áo form lớn anh em. Dạng áo lớn ha. Đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cân nặng nha, nó chỉ là làm cho cái phần mà áo bô á, nó chụp cái bô á nó bự ra để mình khi mình có cầm như này nè là anh em không có bị nóng tay. Thấy không, về phần cân nặng thì vẫn vậy, nó chỉ làm cho nó rộng ra chút xíu thôi. Một cái thiết kế mới mà rất là hay nha, rất là đẹp, rất là nhắn nhá luôn em, trắng đen rồi ha. Mặt trước là chưa có nắm khói luôn, cộng thêm là cái con này cái dàn áo nó còn mới nữa nha anh em. Bình xăng con là bình xăng con hai kim zin, bình xăng lớn là cũng là bình zin luôn nha. Tên máy của nó là AT243 nè. Số seri là con này là 58 nha anh em. Đó, 58002774 nha. Rồi, tum liền nha anh em. Đó, tum liền, tum trắng tươi luôn anh em ơi, chưa chốc sơn luôn. Tum quá đẹp. Công tắc ấn nè. Đây. Rồi, tay lái đôi, con này tay lớn nè nha anh em. Cây dữ ha. Láp trắng cỏ đầu bò là zin. Trên láp là còn tem luôn, Echo CT24 nha. Đó, quá mới luôn nè, con này mới ken luôn ha. Y6 giá 1,5 triệu. Này, chụp áo bồ này không? Không có cảm giác nóng cho mình. Thiết kế rất là hay nha anh em. Y6 giá 1,5 triệu.
Y7. Y7 là con Echo Kiwit 2024 nha, Echo 24, nồng là con này là 34 ly nha, 24cc ha. Tại sao cái con kia 24 và 33 ly mà con này 24 và lại 34 ly thì nó khác nhau về cái phần chiều dài của cái piston nha anh em. Về cái phần bề ngang thì nó vẫn 34, nhưng mà thằng 24 này thì nó piston có thể nó sẽ dài hơn. Ủa cái bề ngang thằng này bự hơn xíu nhưng mà chiều dài nó vẫn vậy. Anh em nhầm. 34 thì cái bề ngang nó bự hơn chút xíu. Nhưng mà về cái phần chiều dài nó vẫn bằng kia. Không là cái nòng nó sẽ bự hơn 1 ly. Đó, cho nên thằng này 34 kia 33 anh em. Thì cái này là do thiết kế thôi. Mình cũng không biết là nó làm sao nhưng mà mình đo thấy nó vậy mình ghi vậy nha anh em. Đó, để anh em nhiều khi anh em thắc mắc sau cùng là 24cc mà thằng này 34 ly kia 33. Chụp giật này là chụp giật trợ lực lớn ha, trợ lực kia thèo. Đây nguyên cái ổ chà bá nè. Bình xăng con thì nó là bình xăng con 2 kim mới anh em, cũng là 2 kim quanh gồ luôn. Bình xăng lớn thì là bình zin. Tấm liền, tấm nhựa ha. Con này thì cái mã của nó là SGI240 nha anh em. Số seri của nó là 001161 ha. Tem made in Japan còn đầy đủ luôn. Đó, tâm liền, tâm nhựa. Nó cùng là 24cc nhưng mà cái trái thằng này nó sẽ bự hơn trái kia 1 ly. Ga bóp nha anh em. Đây, công tắc thì nằm theo cái chỗ bách ga luôn, trên láp ha. Ga bóp này theo kiểu của tay lái đơn nha. Đó thì nếu mà anh em xài tay lái đơn thì mình xài ga bóp. Còn nếu như mà mình xài anh em mà đổi tay qua tay ga đôi này á thì bên em sẽ gắn cho mình tay ga giữ giống gì nè. Đó thì nó sẽ có hai lựa chọn, anh em để nguyên thì xài ga bóp. Còn nếu như xài đổi qua tay đôi thì sẽ xài ga giữ ha. Rồi, láp trắng cỏ đầu bò zin, trên láp là tem mát còn đủ cho anh em hết luôn nha anh em. Đó, còn chữ Nhật không luôn nha. Rồi, Y7 giá 1.500.000 nha anh em. Trợ lực lớn luôn nha. Giật là phải nói là rất là nhẹ nhàng cho mình luôn ha. Rồi, Y7 giá 1.500.000. Y8. Y8 cái dòng này anh em là gọi là dòng cơm và gọi là cơm vàng đó anh em, cơm vàng hạt lép đó. Hãy cơm á màu vàng cho nên mình nói với lên đơn giản là cơm vàng đi. Con này nồng 34 ly anh em, 25cc, cơm 2.5 ha, chụp giật trợ lực. Thì cái theo gắn liền theo của mấy thằng mà cơm mít xô mà áo màu vàng nè là thường anh em sẽ thấy cái chụp giật để là Ryubi ha. Thì cái này là cái giống như là cái quy định của nó vậy thôi, còn mình quen thì mình gọi là dòng cơm cho nó dễ, chụp giật trợ lực nha anh em. Đặc biệt cái là bình xăng quanh gồ, e tay đỏ tự động luôn nè anh em, đẩy theo hướng mũi tên ngang suốt nè, nằm ngang nè là đóng e ha, lên ga đó là e tự động nó nhảy về, nó giống như con Tanaka số 2 nãy giờ. Thì anh em lỡ có quên thì chỉ cần lên ga thôi là tự động nó nhảy về nó mở luôn, mình không có sợ bị ngập xăng ha. Bình xăng lớn là bình zin, tôm liền, tôm nhựa. Thì cái tem nó có dán Ryobi hay là cơm 2.5, 2.6 gì nó cũng là hệ của cơm hết, nó đều khỏe và cũng là đều bền cho anh em hết luôn, như nhau hết, nó chỉ khác là khác về cái hình dáng và cái tem dán thôi nha anh em. Còn về máy móc nó vẫn vậy ha. Up Elgin còn chữ Geno cho mình nè, cực kỳ mềm nha. Cái này mà anh em cắt cỡ nhiều á, nó tùy vào phần eo là rất là đỡ bị đau luôn nha anh em, cực kỳ mềm luôn nè. Rồi tay lấy đôi ha, ghê dữ, láp đầu bò đầy đủ cho anh em hết luôn. Con này là chụp giật có trợ lực luôn nha anh em, trợ lực lò xo ống giống như con Estin 2004 nãy ha. Y8 giá 1.800.000. Y9. Con này khi chạy anh em cái bố nó giãn ra, rồi mình chạy mình hạ găng tay xuống thì cái bố nó thu lại, nó có cọ với cái chuông nên nó hơi kêu gồ gồ nha. Anh em nghe găng tay anh em lúc mà lên ga xuống ga anh em có nghe đó. Thì thử lại sát bên cho anh em nghe cho kỹ nè. Em chỉ thích cái chỗ gồ kêu lên ga. Đó. Đó là cái
đó là cái phần bố của anh em nó chạy nó bung ra bắt chuỗi chuông, rồi khi mà hạ xuống thì nó còn chảy gậy găng ti, chảy gậy nhỏ nó sẽ có phần cọ vô cái chuông, nó có kêu hơi xíu ha, nhưng mà chạy găng ti là không có nghe nha. À, hôm nay cũng đặc biệt cái là có Mitsu TM33 mà có luôn tên là 33 luôn nha anh em, đều là Mitsu luôn ha, mà hệ 33 luôn, khá là đặc biệt nha. Rồi y chính là con Mitsu TM33 nòng 36 ly 33cc, cái tem mắt in da băng là nó nằm ở dưới cái chụp giật luôn, giống như Mitsu TM21 với TM24 đâu đó ha, là trên cái chụp giật nó để mắt in da băng luôn. Bình xăng con thì con này là bình xăng con hai kim zin quanh gồ nha anh em, rất là xịn sò luôn nha, hai kim mà hai kim quanh gồ luôn đó, máy móc thì lại cũng Mitsu nữa, quá xịn sò, quá vip. Rồi trong lốc là có dập mắt in da băng chữ dập nổi nha anh em, chữ rất là to luôn ha, có thêm cái chân chống bảo vệ bình xăng cho mình nữa nè, tùm gài tùm lớn bố lớn luôn, đây tùm đèn thù lùi luôn anh em, ôi đèn nè. Rồi tay ga, coi này là tay ga bóp nha, tay ga bóp tay đôi ha, ga bóp, bóp này anh em bóp rất là nhẹ nhàng luôn nha anh em, mà nó có cái độ cứng rất là cứng cáp cho mình luôn, anh em xài là không sợ gãy luôn ha, mà anh em bóp cực kỳ nhẹ nha, công tắc trên tay nữa nè, quá xịn sò luôn ha. Lắp đầu bò đầy đủ, con này nó đi cho mình là cái ống lắp 26 nha anh em, ống lắp 26, ống lắp to ha, y chính giá 2.6 triệu nha, áo là liền lạc hết, không có bể vỡ nè, cái khói bô hỏng khói bô là nó làm nhô qua cho mình luôn, chứ nó không có bị ảnh hưởng tới cái phần áo đừng bị nám, giống như có mấy thằng Maru mà anh em chạy đó, phần khói bô khi nó nhiều khói ra nó sẽ bị nám, tại vì bô cái ống bô nằm tuốt trong á, còn này nằm nhú ngoài luôn nè, nó tùy theo mỗi hệ mỗi loại sẽ có cái phần thiết kế riêng nha anh em. Rồi y chính giá 2.6 triệu, y 10 ba con cuối sẽ là ba con đeo lưng nha anh em. Đó, ba con đeo lưng thì con này là cái con Y10, con lọc tiên của Balo ha. Maru 26 nòng 34 ly 26cc, con này chụp giật trợ lực, cái cực giật nó quay xuống nha anh em, nó có thêm cái phần để cho anh em, cái này nó làm không phải nó dư đâu nha, mà là khi nó giúp cho anh em khi mà anh em đang quẩy trên lưng á, anh em muốn giật nổi thì anh em thò tay anh em giật luôn, nó cái phần nhú đó, nó tạo cái thế để cho anh em giật nè, cái này nó có cái phần G này ha, phần G cũng khá là bự nha anh em, đó anh em thò hai tay anh em giật luôn, là cái thiết kế của nó ha, chụp giật trợ lực nữa nè, đó rất là nhẹ nhàng luôn nha anh em, vừa tiện mà lại vừa dễ giật nữa. Bình xăng con hay là bình xăng con zin quanh gồ nha anh em, đây cái bình xăng của Balo thì nó sẽ to hơn bình xăng của cái thằng máy cần ha, em nhìn về phần kích thước nó sẽ bự hơn chút xíu đó, bô này trắng sáng nè, áo thì liền lạc hết nè, không có bể vỡ, tum gời tum 260, nó khác cái này nó có cái dàn khung nó quải lưng, còn về cái tum thì nó cũng giống như cắt cỏ của thằng máy cần nha anh em. Tum 260 thì anh em muốn tháo rời cái đầu máy, anh em chế cháo gắp xịt thuốc, hay là anh em tháo cái đầu máy anh em gắp cần thẳng anh em xài cũng được, nó sẽ rất là linh hoạt ha. Đó anh em muốn xài máy cần thì anh em tháo cái đầu máy gắp cái cần vô, còn tháo gắp xịt thuốc thì anh em cứ tháo ra anh em gắp xịt thuốc thôi, muốn làm gì cũng được, nó cũng khá là dễ dàng cho mình luôn. Rồi bắt ga công tắc nằm trên láp nè, ta lái thì ta lái đơn nha anh em, này thì đúng nguyên bản của thằng Balo rồi, láp đầu bò đầy đủ ha, đó trên láp là còn tem mát thương hiệu rồi của Maru đầy đủ nha, Maru vàng mà ha. Rồi Y10 giá 2 triệu nha anh em. Y11 Y11 là con Echo Kiwit 260 nòng 34 ly 26cc nha, con này cũng là dạng đeo lưng nè ha, bình xăng con hay là bình xăng con zin em, bình xăng lớn cũng là bình zin cho mình luôn, đây theo máy cho mình luôn này nha. Đó. Tên máy của nó là SMC 260, số seri là 003661 nha anh em, tem mắt in da băng còn đầy đủ nè, con này là tum gời tum nhôm nè anh em, thấy không? Đó, tum gời tum nhôm bình xăng sáng mới tinh luôn ha, trên bình xăng nó có dập mã của nó nè, ở bình xăng nó có cái mã riêng của nó luôn nha, dập nổi nha anh em. Rồi bắt ga công tắc thì nằm trên lắp, anh em nhớ lưu ý thằng này công tắc gạt qua gạt lại nha, theo hướng mũi tên này qua chữ on là mở nè, qua chữ off là tắt,
anh em nhớ theo hướng ưu tên trên đây giùm em nha. Tay lái nè, lắp đầu bò đầy đủ. Cái này chắn cỏ nó bị mẻ thì cái này khi mà anh em chốt hàng bên em sẽ tặng thêm cho anh em một cái chắn cỏ mới nữa nha anh em. Lắp tem mát đầy đủ nha, zin nguyên bản hết nha. Y11 giá 2 triệu nha. Rồi Y12 mấy cái con này thì cái đầu tiên em nói là công tắc thì bên em sẽ dời xuống, khi mà anh em chốt thì em sẽ dời công tắc xuống dưới cái lắp cho anh em nha, để nó thuận tiện trong cái việc mà anh em tắt mở máy ha. Này là nó làm sẵn để cho like thôi anh em, chứ công tắc nằm đây nó cũng khá là bất lợi cho anh em. Thì cái này để em cho thợ nó gắp xuống dưới đó cho mình nha. Rồi Mitsubishi TL33 nòng 36 ly nha anh em, 33cc ha. Máy đeo lưng mà bình xăng là bình xăng trên nha, bình xăng là bình xăng zin nè. Đó, xăng ở trên đổ xuống thì ở đây tụi em có gắn thêm cho mình cục lược này ha, cục lược xăng. Đó. Khóa xăng thì anh em nhớ nha, cái con nào bình xăng trên em cũng lưu ý là khi mà anh em mình sử dụng mình xài thì mình mở bình xăng cho xăng nó qua, còn không xài nữa thì mình khóa lại giùm em. Đó, nhớ giùm em cái chỗ này ha. Rồi tum con này là tum gời, tum lớn bố lớn nha anh em, giống như con hồi nãy con TM33 đó. Đó, tum lớn bố lớn, tum nhôm nha. Mấy này thì nó xài chung với nhau nè. Đó, thì công tắc thì em cũng nói với anh em là sẽ dời xuống dưới đây cho mình ha. Rồi bình xăng con là bình xăng con zin nha anh em, xăng con zin theo máy. Rồi trong lốc thì không bị hiếu cho anh em là mắt in cho băng nha. Đó Mitsu hàng bãi là phải quay cho anh em mắt in cho băng này, nó mới là hàng chính cống nha anh em. Rồi bắt gà ha, tay lái nè, lát trắng cỏ đầu bò zin. Rồi con này đặc biệt cái nữa anh em, đầu bò ba lỗ nha anh em, nè có ba lỗ ốc nè. Đó anh em nào mà đúng kiểu mà anh em mà trồng ruộng mặt than này kia rồi á, là anh em quải ba lô nè, ba lô ốc gắn thêm cái lồng cơm lúa nữa nè, đúng chuẩn cho anh em luôn, thấy không? Ngon lành nha anh em. Rồi Y12 giá 3 triệu nha, Y12 giá 3 triệu Mitsu. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là qua Zalo ha. Chào tất cả anh em nha.